Hello anh em nha. Nay chiều thứ năm ngày 2 tháng 5. Chúc em một buổi chiều xem clip vui vẻ nha anh em ơi. Chiều nay em lên cho anh em xem thêm một top Chap và ACU Mỹ nha anh em. Top này 4 5 tháng anh em ha. Ô ướt rất nhiều nha. Top này hiện tại là hơn 20 con nha anh em. Đó, trống rất nhiều luôn, trống mái đầy đủ cho anh em lựa luôn ha. Lưng vai tốt, form body ok nha. Có những con gà ô ướt trên trắng điểm luôn nha anh em. Lưng vai tốt, mặt mày ok nha. Rồi tốt này em độ đồng nha anh em ha. Một cụ một em nha. Có lớn có nhỏ luôn nha anh em, đầy đủ ha. Đó, anh em nào mà bắt 4-5 con thì mình có quyền mình lựa luôn ha. Đẹp lắm. Mấy con này anh em nào có vườn rộng rộng mà anh em bắt cái top này về Tết là chơi được luôn đó nha anh em. Đó, thêm một máy ASU Mỹ nữa nha. Em này chắc tầm cái 7 cái 8 rồi á. Mà anh em nào có bắt em đổ đồng vô cho anh em luôn. Đó, có thêm một trống ổ ướt nữa nha. Dáng dấp ok nha, máy lưng vai rất tốt nha anh em. Top này thì em đã vaccine khi gà 1 tháng và vaccine khi 4 tháng rồi nha anh em ha. Anh em về mình chỉ nuôi thôi. Đó. Cuối cùng là một cặp gà xám nha anh em ha. Rồi anh em nào có mến thì alo em sớm nha. Chúc anh em lựa được những chiến kê ưng ý nhất. Chào anh em.